Theo mình, tư duy lên tệp khách hàng chuẩn để chạy mét thì đây là tệp khách hàng ngon nhất mà mình biết. Anh có thể chia sẻ về cách tư duy để có thể lên được tệp khách hàng chuẩn để chạy mét được không? Theo mình nhé, thì tư duy để lên được tệp khách hàng chuẩn để chạy mét ấy, thì nó đa dạng lắm bạn ạ. Cho nên là bởi vì đa dạng nên cách nói nó khá là vô cùng. Cho nên là mình không dám múa rìu có mắt thợ về cái việc này. Bởi vì sẽ có rất là nhiều cách làm. Chính vì nó có rất là nhiều cách làm cho nên là mình nói cách làm nào nghe cũng phải không phải cách làm nó tối ưu nhất. Tuy nhiên thì bởi vì bạn hỏi cho nên mình sẽ vẫn trả lời các bạn. Đó là mình sẽ dựa vào một là mình sẽ dựa vào tệp đây nhé, mình chia sẻ rất thật với anh em nhé. Ví dụ như là mình sẽ chọn, ok, đây, theo mình nhé để chạy mét, thì cái tệp này tệp ngon nhất này. Các bạn xem nhé, theo mình để chạy mét thì cái tệp này là tệp ngon nhất này. Tệp mua sắm. Đây, theo mình. Tư duy lên tệp khách hàng chuẩn để chạy mét thì đây là tệp khách hàng ngon nhất mà mình biết. Khi mà chạy mét, các bạn biết cái tệp này là tệp gì không ạ? Thì trong chạy mét ấy, cái tệp này chính là cái tệp gọi là tệp khách mua hàng qua Facebook. Cái này gọi là tệp khách mua hàng qua Facebook. Các bạn hình dung không ạ? Mà cái tệp khách mua hàng qua Facebook này thì làm cái tệp cực kỳ chất. Đây các bạn nhé. Thì đây là tệp khách mua hàng qua Facebook. Tệp khách mua hàng qua Facebook này này. Đây mình ví dụ các bạn xem này. Trình quản lý quảng cáo, nhóm quảng cáo đây. Đây. Đây tệp khách mua hàng qua Facebook. Đây tệp khách mua hàng qua Facebook. Đấy. Thì cái tệp khách mua hàng trên Facebook này này. Thì nó chính là cái tệp đối tượng vừa nãy mà mình cho bạn xem. Tất cả những anh em ở trong cái tệp mua hàng trên Facebook này chính là những anh em mua hàng qua Messenger. Những người mua hàng qua Messenger ấy thì nó sẽ biến thành là tệp mua hàng trên Facebook. Cho nên tệp khách hàng chuẩn nhất để chạy mét chính là tệp khách hàng mua hàng trên Facebook. Có nghĩa là những người mua hàng qua Messenger. Thì để có được tệp những người mua hàng qua Messenger này thì các bạn sẽ vào bằng cách là các bạn sẽ vào trong phần tệp đối tượng. Sau đó các bạn sẽ tạo đối tượng tùy chỉnh theo hành vi mua sắm. Thì các bạn sẽ chọn fanpage. Đây bạn sẽ chọn fanpage. Đấy. Sau khi bạn chọn fanpage xong, đúng không? Chọn fanpage xong thì các bạn sẽ chọn phần là người mua hàng trên Facebook. Và các bạn sẽ chọn giữ chân là 365 ngày hay là 180 ngày tùy các bạn, đúng không? Các bạn sẽ chọn là những người đã mua sản phẩm bất kỳ trên fanpage của bạn. Khi bạn chọn những người đã mua sản phẩm bất kỳ trên fanpage của bạn thì đồng nghĩa với cái việc đó chính là các bạn sẽ tạo ra được một tệp khách hàng cực kỳ chuẩn để chạy mét. Bởi vì các bạn chỉ cần look like những người mua hàng trên Messenger thì dĩ nhiên là lúc này các bạn không phải là tìm đến những người mua hàng đến những người nhắn tin cho vui nữa, mà các bạn đang target những người nhắn tin để mua hàng. Và đây là một cái tệp mà ngon nhất mà mình biết khi mà các bạn chạy mét. Ngày xưa thì anh em hay tạo tệp số điện thoại. Nhưng các bạn hình dung là tệp số điện thoại nó không phải tệp hành vi. Tệp số điện thoại nó chỉ là tệp đối tượng thôi, chung chung thôi, chứ không phải tệp hành vi các bạn nhé. Trong cái phần là đối tượng này này, nó chia làm rất là nhiều nguồn khác nhau các bạn nhé. Thì trong phần đối tượng tùy chỉnh này này, nó chia nhiều rất là nhiều nguồn khác nhau. Mỗi một nguồn nó chia theo một cái hành vi khác nhau. Ví dụ đây là hành vi xem video, đây là hành vi xem trải nghiệm tức thì, đây là hành vi mua sắm, đây là hành vi tương tác với cả fanpage, đây là hành vi tương tác với cả website, đây là hành vi
tệp danh sách khách hàng. Thì cái tệp danh sách khách hàng này chính là số điện thoại những người đã mua hàng các bạn. Thì số điện thoại những người đã mua hàng các bạn up lên, các bạn chạy bình thường nữa, bạn thấy rất là ngon rồi. Nhưng không thể nào ngon bằng những người có hành vi mua sắm. Những người gồm những người tương tác với sản phẩm của bạn trong trải nghiệm mua sắm trên Facebook hoặc Instagram. Các bạn nghe cái tên là thấy uy tín chưa? Bạn nghe tên là thấy uy tín chưa? Thì đây chính là cách mà tư duy để lên một cái khách hàng chuẩn để chạy mét. Đầu tiên các bạn phải làm sao để có nhiều lượt mua hàng trên Facebook nhất. Xong rồi sau đó các bạn sẽ tạo ra một cái tệp đối tượng, một cái tệp lookalike những người đã mua hàng trên Facebook. Thì đó chính là những người đã mua hàng qua Messenger các bạn. Thì cái này là ngon này. Các bạn dùng chuyện nhỉ? Nếu anh em nào mà thấy cái tư duy này mà không đúng thì các bạn cứ comment bên dưới phản biện với mình. Các bạn thấy cái tư duy mình nói không đúng, comment bên dưới phản biện với mình. Anh em sẽ trao đổi và giao lưu với nhau. Các bạn thấy những cái tệp nào ngon hơn khi các bạn chạy mét thì các bạn nói chuyện với mình. Còn mình thì mình tin rằng là với chạy mét cái tệp này là tệp ngon nhất. Thật sự mình cho rằng với chạy mét tệp này là tệp ngon nhất. Đấy. Cái tệp này là tệp ngon nhất mà mình biết. Đấy. Cho nên những anh em nào mà bảo là cái tệp này không phải tệp ngon nhất thì vui lòng là comment vào để anh em mình giao lưu với nhau. Chứ với mình ý, cái tệp này đã là tệp ngon nhất rồi anh em ạ. Mà mình chưa thấy cái tệp nào nó ngon hơn cái tệp này luôn.